Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ ôn tập kiểm tra một tiết giữa học kỳ 2. Kiểm tra một tiết lần này, hình thức sẽ là tự luận, thời gian 45 phút. Nội dung sẽ nằm trong chủ đề E, ứng dụng tin học, bảng tính điện tử cơ bản, phần mềm trình chiếu cơ bản. Bài 1, làm quen với bảng tính điện tử. Bài 2, làm quen với trang tính. Bài 3, làm quen với trang tính tiếp theo. Bài 4, định dạng hiển thị dữ liệu số. Bài 5, định dạng số tiền và ngày tháng. Bài 7, công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu. Nội dung chi tiết của từng bài như sau. Ở bài 1, làm quen với bảng tính điện tử. Em sẽ cần học khái niệm phần mềm bảng tính điện tử là gì, một số phần mềm bảng tính điện tử thường gặp, cách khởi động Excel 2016, cách lưu bảng tính hay lưu tệp. Ở bài 2, làm quen với trang tính. Em sẽ cần ghi nhớ một số thành phần trên cửa sổ làm việc của Excel. Ở trong đó sẽ có sổ tính, trang tính, tên cột, tên hàng, ô, địa chỉ ô. Địa chỉ ô có thể được đưa vào bài tập vận dụng. Người ta sẽ cho một cái hình và chọn một số ô bất kỳ. Em sẽ phải đưa ra cái địa chỉ đúng của cái ô đó. Và nhớ ở địa chỉ ô thì em sẽ ghi tên cột trước và tên hàng sau, tức là chữ trước, số sau. Em sẽ cần ghi nhớ thêm các thao tác chèn thêm cột, chèn thêm hàng, xóa toàn bộ cột, toàn bộ hàng. Ở bài số 3, làm quen với trang tính tiếp theo. Em sẽ ghi nhớ chức năng của hộp tên, chức năng của thanh công thức, khối ô, địa chỉ ô. Ở phần địa chỉ khối, ngoài ra dưới dạng tự luận còn có thể ra dưới dạng bài tập vận dụng. Người ta cũng sẽ cho ra một hình với nhiều khối được chọn và em sẽ xác định địa chỉ khối của những vùng đó. Chẳng hạn như ở hình dưới đây có 3 khối đang được chọn. Ở khối 1, địa chỉ khối em sẽ ghi là A1, 2 chấm, A4. Thì ở địa chỉ khối em sẽ ghi địa chỉ của ô đầu tiên và ô cuối cùng trong khối đó. Ở khối này, ô đầu tiên là A1 và ô cuối cùng là A4 thì em ghi là A1, 2 chấm, A4. Nhớ ghi dấu 2 chấm. Khối số 2, ô đầu tiên là ô C5, ô cuối cùng là ô E7. Thì em sẽ ghi địa chỉ khối của khối 2 là C5 2 chấm E7. Ở khối số 3, ô đầu tiên là ô G1, ô cuối cùng là ô G4. Thì em sẽ ghi địa chỉ khối là G1 2 chấm G4. Vẫn tiếp tục ở bài số 3, em sẽ cần học phần lựa chọn một khối, xóa dữ liệu trong khối ô, sao chép và di chuyển khối ô. Ở bài 4, định dạng hiển thị dữ liệu số, em sẽ cần học các chức năng trong nhóm lệnh number. Ở lần kiểm tra giữa kỳ này, trong nhóm lệnh number, em cần ghi nhớ 5 hình. Hình tăng chữ số thập phân, giảm chữ số thập phân, ngăn cách số hàng nghìn, hàng triệu, hiển thị dạng tỷ lệ phần trăm, hiển thị số tiền bằng đồng đô la. Tiếp theo, bài 5, định dạng hiển thị số tiền và ngày tháng. Em sẽ nhớ các thao tác và các bước thực hiện của hiển thị số tiền bằng đồng đô la, áp dụng ký hiệu tiền tệ của một số nước khác, áp dụng ký hiệu tiền tệ Việt Nam, định dạng hiển thị ngày tháng dạng ngày dài và ngắn, định dạng hiển thị ngày tháng kiểu Việt Nam. Đối với bài số 4 thì em cần phải nhớ hình và chức năng của từng cái hình đó để không bị nhầm lẫn. Còn đối với bài số 5, em sẽ không cần phải nhớ chi tiết từng chữ tiếng Anh để làm sao ghi ra cho đúng. Đối với những cái bài như thế này, thì đề sẽ cho em một loạt từ ở phía trên và em sẽ chọn cái từ tiếng Anh đó để ghi lại vào đúng cái vị trí thích hợp của nó thôi. Bài số 7. Công thức tính toán dùng địa chỉ các ô dữ liệu. Ở đây em sẽ cần ghi nhớ một số phép toán cơ bản: cộng, trừ, nhân, chia, đĩ thừa và phép lấy phần trăm. Đối với Excel, cộng trừ là dấu giống như bên toán học, dấu nhân sẽ là dấu sao, dấu chia sẽ là dấu xuyệt và lũy thừa sẽ em sẽ ghi dấu mũ và cái số mũ của nó. Phần trăm thì vẫn là số phần trăm. Em cần nhớ thêm thao tác nhập công thức vào Excel, chức năng của sao chép công thức, thao tác của sao chép công thức.
Và bài này ngoài tự luận, đề còn có thể hỏi em dưới dạng bài tập vận dụng. Sau đây là bài tập vận dụng. Bài tập vận dụng. Em hãy chuyển các biểu thức toán học sau sang dạng công thức trong Excel. Ở đây cô ví dụ cho em 3 bài. Bài A, 45 cộng 13 nhân 20 chia 30. Để chuyển biểu thức toán học này sang dạng công thức trong Excel, đầu tiên em sẽ ghi dấu bằng. 45 cộng thì vẫn giữ nguyên dấu cộng. 13 nhân 20, dấu nhân em sẽ chuyển thành dấu sau. 20 chia 30, dấu chia em sẽ chuyển thành dấu xuyệt. Ở bài B, 5 nhân 2 mũ 3 cộng 6 nhân 3 mũ 3. Chuyển sang Excel bằng 5 nhân sẽ là 5 sao 2 mũ 2 thì 2 dấu mũ rồi tới số 2 cộng 6 nhân dấu nhân sẽ là dấu sao 3 mũ 3, 3 dấu mũ rồi số 3. Bài tiếp theo, câu C. 5 nhân 25 chia mở ngoặc 14 trừ 7 cộng 6 đóng ngoặc. Chuyển sang Excel sẽ là bằng 5 nhân 25 nhân sẽ là dấu sao. 25 chia dấu chia sẽ chuyển thành dấu xuyệt. Mở ngoặc 14 trừ 7 cộng 6 vẫn giữ nguyên. Những bài tập dạng vận dụng như thế này cô cho chỉ là ví dụ thôi. Để cho em làm quen với các dấu cộng trừ nhân chia của Excel. Khi đề ra thì những con số và những cái dấu, những cái vị trí này nó sẽ khác nhau. Nên em đừng có học thuộc lòng những cái công thức này, kể cả địa chỉ ô, địa chỉ khối cũng vậy. Khi ra đề thì đề sẽ cho những cái khối và những cái ô khác nhau, chứ không có giống y chang như lúc ôn tập. Ôn tập là ôn cho em biết cách để ghi lại những cái địa chỉ ô, địa chỉ khối hoặc là những cái công thức được chuyển sang Excel. Phần ôn tập đến đây là kết thúc. Nội dung ôn tập đến đây là kết thúc. Chúc các em thi tốt.